Sau khi khởi nghĩa của Trương Định và Nguyễn Trung Trực thất bại, thực dân Pháp cơ bản bình định được Nam Kỳ. Triều đình Huế ngày càng suy yếu, luôn có tư tưởng đầu hàng. Nội bộ triều đình chia rẽ thành hai phe, chủ chiến và chủ hòa. Pháp tận dụng thời cơ ép triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước Hartmann năm 1883 và sau đó là hiệp ước Paternotte, đặt Việt Nam dưới sự cai trị của thực dân Pháp. Hiệp ước Paternotte còn được gọi là Hòa ước Giáp Thân, là hiệp ước cuối cùng của nhà Nguyễn ký với Pháp ngày 6 tháng 6 năm 1884 tại Huế với 19 điều khoản. Đại diện triều đình nhà Nguyễn là Phạm Thận Duật, toàn quyền đại thần, Tôn Thất Phan, phó toàn quyền đại thần, Nguyễn Văn Tường, phụ chính đại thần. Đại diện phía Pháp là Jules Paternotte, sứ thần Cộng hòa Pháp. Hiệp ước Paternotte trả lại một số tỉnh Trung Kỳ cho triều đình nhà Nguyễn, nhưng thừa nhận sự cai trị của Pháp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt triều đình nhà Nguyễn không có quyền về mặt ngoại giao. Với hiệp ước Paternotte, đất nước chính thức bị mất đi độc lập, bị chia cắt thành ba kỳ và trở thành thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á. Phái chủ chiến trong triều đình và các địa phương đứng đầu là Tôn Thất Thuyết vẫn quyết tâm xây dựng lực lượng để kháng Pháp. Phủ thờ Tôn Thất Thuyết tại Huế. Ông sinh năm 1839. Cuộc đời ông gắn liền với binh nghiệp. Năm 1873, ông cùng Hoàng Tá Viêm phục kích tại Cầu Giấy, giết chết tên đại úy Pháp Francis Garnier. Năm 1883, ông được chọn làm phụ chính đại thần. Là một người chủ trương chống Pháp không khoan nhượng, Tôn Thất Thuyết tích cực chuẩn bị lực lượng, tích trữ vũ khí, tăng cường phòng thủ kinh thành Huế, khích lệ văn thân sĩ phu yêu nước đấu tranh với các phần tử chủ hòa thân Pháp trong nội bộ triều đình và hoàng tộc. Năm 1884, với sự hậu thuẫn của Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, vua Hàm Nghi lên ngôi. Vua Hàm Nghi tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn. Chín giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 1884, phái đoàn Pháp gồm đại tá Guerrier, khâm sứ Reynard, thuyền trưởng Juan Lacme cùng 185 sĩ quan binh lính vượt sông Hương kéo qua đại nội Huế dự lễ lên ngôi của vua Hàm Nghi. Guerrier buộc triều đình Huế phải để toàn bộ quân Pháp tiến vào Ngọ Môn bằng lối đi ở giữa, lối chỉ dành cho vua đi. Nhưng Tôn Thất Thuyết nhất định cự tuyệt. Cuối cùng, chỉ có 3 sứ giả được vào cổng chính, còn lại các thành phần khác phải đi qua cửa hai bên. Nhìn nhận về sự kiện này, nhà văn Pháp Marcel Gauthier đã viết cuốn sách Ông Vua Bị Đẩy, Le Roi Proscrit. Vua Hàm Nghi đã giữ được tính chất thiêng liêng đối với thần dân của mình. Vị vua trẻ đã làm một việc có ảnh hưởng vang dội khắp nước với ý chí cương quyết độc lập. Ngày 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết dẫn đầu phe chủ chiến bất ngờ mở cuộc tấn công vào đồn Mang Cá, một đồn binh của Pháp tại kinh thành Huế, nhưng không thành công. Quân Pháp đốt phá, giết hại người dân rất dã man và cướp đi những tài sản quý báu nhất. Đêm 22, rạng ngày 23 tháng 7, năm Ất Dậu, 1885, vua Hàm Nghi cùng đại thần Tôn Thất Thuyết và các triều thần Nguyễn Văn Tường, Trần Bảo Ngọc bôn tẩu ra miền rừng Hương Khê, Hà Tĩnh, chọn cứ điểm núi Âu thuộc xã Phú Gia để xây thành đắp lũy làm đại bản doanh kháng chiến. Dấu vết thành lũy trên núi Âu vẫn còn đến hôm nay. Khi biết nhà vua về đây,
chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng và Cao Thắng đã tìm đến xin được tham gia đánh đuổi giặc Pháp. Tại đây, nhà vua đã hạ chiếu Cần Vương chống Pháp và từ đó dấy lên phong trào đấu tranh chống Pháp trên diện rộng. Trẫm Đức Mỏng gặp biến cố này, không thể hết sức giữ toàn, đô thành bị hãm, từ giá phải rời. Tội ở mình Trẫm, xấu hổ vô cùng. Trăm quan khanh sĩ không kể lớn nhỏ, kẻ trí hiến mưu, người dũng hiến sức, kẻ giàu bỏ của trợ giúp quân nhu, đồng bào đồng trạch chẳng từ gian hiểm. Ngay sau lòng trời giúp thuận, chuyển loạn thành trị, chuyển nguy thành an, thu lại cõi bờ chỉ cơ hội này. Trong thời gian này, quân đội viễn chinh Pháp vẫn ra sức lùng sục nhà vua. Sau khi vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương, tháng 7 năm 1885, ở Hà Tĩnh, Nghệ An và các địa phương đã bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh vũ trang. Khởi nghĩa Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Phạm Bành và Đinh Công Tráng chỉ huy. Khởi nghĩa Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh, khởi nghĩa ở phía Tây Nghệ An do Nguyễn Xuân Ôn lãnh đạo. Khởi nghĩa ở Bình Định do Mai Xuân Thưởng chỉ huy. Khởi nghĩa Bãi Sậy ở Hưng Yên do Nguyễn Thiện Thuật chỉ huy. Khởi nghĩa ở rừng núi Yên Thế, Bắc Giang do Hoàng Hoa Thám chỉ huy. Khát vọng độc lập tự do luôn dâng trào trong mỗi người dân nước Việt mà không có một sức mạnh cường quyền ngoại bang nào có thể dập tắt được. Phan Đình Phùng sinh ra và lớn lên tại làng Đông Thái, huyện La Sơn, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nho học. Cha ông là phó bảng Phan Đình Tuyến. Năm 1877, ông thi đậu Đình Nguyên, được bổ làm tri huyện Yên Khánh, sau đó bị triệu hồi về kinh đô Huế, xung chức ngự sử đô sát viện. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương, Phan Đình Phùng chiêu tập lực lượng, lập căn cứ Vũ Quang, Hương Khê, Hà Tĩnh làm đại bản doanh chống Pháp. Bên cạnh Phan Đình Phùng có Cao Thắng tài năng thao lược. Đại bản doanh đóng tại đất Hà Tĩnh, nhưng nghĩa quân hoạt động khắp bốn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Binh bị của Phan Đình Phùng rất quy củ, chia làm 15 quân thứ, có binh phục, luyện tập theo phương pháp Tây Âu. Vũ khí nhờ kỳ tài của Cao Thắng, nghĩa quân có riêng xưởng đúc súng theo kiểu súng của Pháp. Trong suốt 10 năm, nghĩa quân Phan Đình Phùng đã làm cho quân địch nhiều phen thất liên bát đảo. Năm 1893, nghĩa quân bắt sống tuần phủ Đinh Nho Quang. Năm 1893, giết Trương Quang Ngọc, tên thổ tù phản bội đã dẫn Pháp bắt vua Hàm Nghi. Năm Ất Mùi 1895, chiến thắng Vũ Quang. Năm 1893, Cao Thắng bị thương nặng rồi hy sinh ở tuổi 29, gây tổn thất lớn cho nghĩa quân Hương Khê. Phan Đình Phùng bị thương rồi hy sinh ngày 28 tháng 12 năm 1895. Khởi nghĩa Hương Khê kết thúc. Trong bài thơ tuyệt mệnh của mình, Phan Đình Phùng viết: Việc quân vâng mệnh trải mười đông, chiến sự nay còn tính chừa xong. Dân đói kêu trời tan ổ nhạn, quân thù chật đất dậy đàn ông. Chín trùng thánh chúa nơi quê lạ, bốn bể nhân dân trốn lửa nồng. Trách vọng càng cao lo lại lặng, tướng môn những thẹn với anh hùng. Ngoài võ công, cụ Phan Đình Phùng còn là một tác giả của một cuốn sách địa dư sử học hiếm có. Viết sử địa dư được cụ hoàn thành năm Quý Mùi 1883, gồm có tập thượng, tập hạ, chú thích rất kỹ càng tên núi, tên sông hay địa phương,
chứng tỏ học vấn uyên bác, vốn hiểu biết rộng của một vị đình nguyên tiến sĩ. Phan Đình Phùng xứng đáng là một lãnh tụ của phong trào Cần Vương, một chí sĩ yêu nước trong lịch sử dân tộc. Cùng chung khát vọng độc lập tự do, nếu như ở Trung Kỳ có khởi nghĩa Hương Khê, thì ở Bắc Kỳ có cuộc khởi nghĩa Yên Thế của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám. Đây là một cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất, dài nhất trong lịch sử, kéo dài gần 30 năm, từ năm 1884 đến năm 1913. Đồn Phồn Xương là thủ phủ của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, nằm án ngữ con đường độc đạo dẫn vào căn cứ nghĩa quân. Đồn nằm phía nam một quả đồi cao 20 mét, tường thành đắp bằng đất nện, chân thành dày 2 mét, cao 3 mét, mặt thành rộng 1 mét. Bên trong tường thành có 3 cấp khác nhau, có thể đứng hoặc quỳ đều bắn được. Phía ngoài cùng là các bốt gác, tiếp theo là các đồn phụ, hệ thống giao thông hào, rồi lại đến vòng thành bao bọc. Hơn một thế kỷ qua, những lỗ châu mai được khoét thủ công vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩa quân Yên Thế đã gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại nặng nề, tiêu biểu là các trận đánh ở Thung Lũng, Hố Chuối năm 1890 và Đồng Hòm năm 1892. Tại Yên Thế, nghĩa quân Hoàng Hoa Thám đã hai lần đón tiếp nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1906, Phan Châu Trinh cũng đã lên Yên Thế gặp đề thám. Tuy không cai quản cả một vùng thực sự rộng lớn, nhưng đề thám đã biến Phồn Xương thành một bức tranh thanh bình giữa binh đao loạn lạc. Bởi thế mà nhà yêu nước Phan Bội Châu đã từng viết: "Tôi hai lần đến Phồn Xương, xem khắp xung quanh, dân châu cày từng đội, chim rừng quyện người đàn bà, trẻ em nhởn nhơ, tiếng chày rậm rịch, có cái vẻ vui của những ngày đình đám hội hè mà không hề có tiếng than thở về chính quyền bạo ngược và mãnh hổ hại người." Ngày 29 tháng 1 năm 1909, Thống sứ Bắc Kỳ đã huy động 15.000 quân chính quy và khố xanh, 400 lính gióng mở cuộc tổng tấn công vào căn cứ Yên Thế. Cuộc chiến đấu không cân sức này đã làm cho nghĩa quân tổn thất nặng nề. Đến ngày 10 tháng 2 năm 1913, Hoàng Hoa Thám bị giặc sát hại. Khởi nghĩa Yên Thế thất bại, song đã để lại một trang sử hào hùng về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý vào kho tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Những cuộc khởi nghĩa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 vô cùng anh dũng ở khắp các miền đất nước, nhưng đều bị thực dân Pháp dìm trong bể máu. Nguyên nhân quan trọng nhất ấy là chưa có một cương lĩnh phù hợp nhằm huy động, tập hợp được toàn dân tham gia. Với khát vọng độc lập tự do, các chí sĩ yêu nước tiếp tục tìm đường cứu giống nòi. Một trong những hướng đi mới là ra nước ngoài học hỏi để về giải phóng đất nước và giương cao ngọn cờ dân chủ, kêu gọi nâng cao dân trí, dân quyền, cải cách xã hội. Điển hình là các phong trào Đông Du và Duy Tân. Phan Bội Châu quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Ông nổi tiếng thông minh từ bé. Năm 6 tuổi, học 3 ngày thuộc hết Tam Tự Kinh. 7 tuổi, ông đã đọc hiểu sách Luận Ngữ. 13 tuổi, ông thi đỗ đầu huyện. Thuở thiếu thời, ông đã sớm có lòng yêu nước. Năm 17 tuổi, ông viết bài Hịch Bình Tây Thu Bắc, dán ở cây đa đầu làng để hưởng ứng Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp. Oh,
khu lưu niệm Phan Bội Châu ở Huế, nơi cụ Phan từng sống trong sự giam lỏng của thực dân Pháp. Cũng tại đây, nhà yêu nước được gọi với cái tên thân thương, ông già Bến Ngự. Phan Bội Châu từng bôn ba khắp nước Việt Nam, liên kết với các nhà yêu nước như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thượng Hiền, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Đặng Thái Thân, Hồ Sĩ Kiện, Lê Huân, Nguyễn Quyền, Võ Hoành, Lê Đại để cùng họ chống Pháp. Năm 1905, ông cùng Tăng Bạt Hổ sang Trung Quốc rồi sang Nhật Bản để cầu viện cho phong trào Đông Du do ông thành lập. Ông viết nhiều tác phẩm cổ vũ các sĩ phu trong nước như Việt Nam Quốc Sử Khảo, Ngục Trung Thư, Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư, Việt Nam Vong Quốc Sử, Việt Nam Quốc Sử Bình Diễn Ca. Các tác phẩm của ông đã tạo nên một làn sóng mới thúc đẩy nhiều thanh niên yêu nước tham gia phong trào Đông Du. Tuy nhiên, thực dân Pháp đã cấu kết với chính quyền Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người tham gia phong trào Đông Du khỏi Nhật Bản. Trong điều kiện khó khăn, một bác sĩ người Nhật là Asaba Sakitaro đã giúp đỡ Phan Bội Châu và các đồng chí của mình. 10 năm sau, Phan Bội Châu trở lại Nhật Bản để gặp ân nhân, nhưng bác sĩ Sakitaro đã qua đời. Ông ngậm ngùi dựng một tấm bia đá trước mộ Asaba Sakitaro. Không ai hào kiệt bằng ông, nghĩa ông bao trùm trong ngoài. Ông giúp như trời, tôi chịu như biển. Chí tôi chưa thành, ông không chờ đợi, lòng đau vời vợi đến ức vạn năm. Ngày nay, câu chuyện về Phan Bội Châu và Asaba Sakitaro vẫn được kể lại ở Nhật Bản qua các câu chuyện tranh. Bác sĩ Asaba đã ủng hộ giúp đỡ Phan Bội Châu rất nhiều. Ngoài tình bạn đặc biệt thì họ còn rất tôn trọng nhau. Ở Nhật Bản đã học lịch sử qua truyện tranh rất nhiều, nên chúng tôi chọn hình thức kể chuyện về hai người bằng truyện tranh để tặng các trường tiểu học. Học sinh ở đây rất thích thú. Năm 1912, ông thành lập Việt Nam Quang Phục Hội để đánh Pháp bằng biện pháp vũ lực. Ngày 30 tháng 6 năm 1925, ông bị Pháp bắt tại Hàng Châu, dẫn giải về Hà Nội và xử án chung thân khổ sai, sau quản thúc tại gia. Từ năm 1926, ông bị đưa về sống ở Bến Ngự, Huế cho đến khi mất năm 1940. Cùng với phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, những năm đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam có một phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, đó là phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh lãnh đạo. Phan Châu Trinh, người phủ Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, hiệu là Tây Hồ Hy Mã, tự là Tử Cán. Phan Châu Trinh là người thấy rõ nhất những nhược điểm trong nền văn minh và trong con người Việt Nam. Ông chủ trương phải thay đổi từ gốc rễ là con người cùng với những yếu tố khác như văn hóa, ý thức hệ, phong tục tập quán. Bên cạnh đó, ông cho rằng Việt Nam phải phát triển kinh tế và giáo dục để tự lực tự cường, hội nhập vào thế giới văn minh rồi mưu cầu độc lập. Cụ là một trong những người mà tổ chức cái phong trào Duy Tân, cái phong trào mà có cái chủ trương là nâng dân trí, chấn dân khí, hậu nhân sinh. Và cái phong trào đó có thể nói là đóng góp to lớn vào cái phong trào yêu nước. Lúc bây giờ, cụ phải bị đề đi cung đảo 5 năm
Sau đó cụ Lệ phải bị đày qua Pháp tới 14 năm. Với phương châm tự lực khai hóa và tư tưởng dân quyền, Phan Châu Trinh cùng với Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đã ra sức vận động phong trào Duy Tân. Phương thức hoạt động của phong trào Duy Tân là bất bạo động, công khai, thay đổi tư duy tập quán của người Việt, phổ biến các giá trị của nền văn minh phương Tây, phát động phong trào học quốc ngữ, mở mang công thương nghiệp, bỏ mê tín dị đoan. Ông bị Pháp bắt lần một và bị lưu đày ở Côn Lôn. Tại đây, bài thơ nổi tiếng Đập đá ở Côn Lôn ra đời. Làm trai, đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lở núi non, xách búa đánh tan năm bảy đống, ra tay đập vỡ mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể chuyện còn con. Năm 1908, Phan Châu Trinh sang Pháp. Trong thời gian ở Pháp, ông trở thành hạt nhân của nhóm những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, còn gọi là nhóm Ngũ Long, bao gồm Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành. Đến năm 1925, ông về nước. Trong cái bức thư mà gửi cho Hồ Chủ tịch lúc đó, thì cụ nói là mình bao nhiêu năm ở bên đất nước này cũng ra sức để mà chứ mà đâu có được cái gì đâu. Thì bây giờ phải về trong nước mà kêu gọi nhân dân đồng bào. Cụ đã chuyển giao lại, mà nhất là chuyển giao cái lòng tin ở cái người mà sẽ kế tục sự nghiệp của mình ấy. Lúc hấp hối mà còn nói thầm với ông Huỳnh Thúc Kháng ấy, mà bà mẹ tôi đứng bên cạnh ấy, nghe được, thì nói là độc lập dân tộc sau này sở cậy có Nguyễn Ái Quốc. Phan Châu Trinh mất năm 1926 tại Sài Gòn. Đám tang ông ở Sài Gòn có tới hơn 100.000 người dân Sài Gòn Chợ Lớn tham dự. Các địa phương cũng cử người đến viếng và tổ chức lễ truy điệu. Đây là một cuộc biểu dương lớn của tinh thần yêu nước ngay trong lòng chế độ thực dân khắc nghiệt và tàn bạo, báo hiệu những chuyển động xã hội không gì ngăn cản được. Các phong trào Duy Tân Đông Du lần lượt thất bại, nguyên nhân chủ yếu do không xác định được mâu thuẫn cơ bản giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân ta, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến, không động viên được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm. Tuy nhiên, đó là những phong trào yêu nước mạnh mẽ nhất đầu thế kỷ 20, để lại những bài học quý báu cho các thế hệ sau trên con đường giải phóng dân tộc. Khát vọng độc lập tự do vẫn dâng trào trong huyết quản mỗi người dân mất nước. Việt Nam đứng trước đòi hỏi bức thiết phải tìm được một con đường đúng đắn, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để giải phóng đất nước.